của làng mà xa. Sau làng hai bốn ba cũng không quên cổng làng ta một thời. Trẻ thơ đi đáo đùa chơi, nhảy cò đánh chân cũng nơi cổng làng. Lớn lên, toàn dân toàn sang, tiên nhau cùng ai. Cổng làng chứng minh bao nhiêu sai mình, cổng làng mình chứng được sinh bao người. Thường dân cho tới quan sang, phụng tư gái cổng của làng mà xa. Dân cho tới quan sát cũng từ cái cổng của làng mà.